iPhone có tích hợp Apple Pay bị mất thì phải làm gì? Khi thanh toán bằng ứng dụng Apple Pay, điện thoại iPhone của bạn sẽ yêu cầu xác thực danh tính người dùng thông qua tính năng Face ID hoặc tàn ID. Vì vậy, nếu không may làm mất iPhone đã kích hoạt tính năng Apple Pay thì bạn cũng không cần phải quá lo lắng. Việc bạn cần làm là hãy sử dụng tính năng Find iPhone giúp nhanh chóng định vị xem thiết bị ở đâu để khóa hoặc tạm dừng chức năng này. Cách thứ hai bạn có thể vào ứng dụng của ngân hàng khóa thẻ. Bạn cũng có thể gọi điện đến ngân hàng nhờ ngân hàng khóa thẻ lại.